Tứ phủ quan hoàng còn gọi là tứ phủ thánh hoàng hay thập vị quan hoàng. Tứ phủ quan hoàng gồm có 10 vị quan hoàng, hầu hết được quy về làm con đức vua Cha Bát Hải Độc Đình. Trong đạo mẫu, tứ phủ thánh hoàng đứng sau ngũ vị tôn ông và tứ phủ thánh chầu, đứng trên tứ phủ thánh cô và tứ phủ thánh cậu. 1. Thánh ông hoàng cả. Ông hoàng cả hay còn gọi là ông hoàng quận là con của vua Cha Bát Hải Độc Đình. Ông có nhiệm vụ trông coi giữ sổ sách trên thiên đình. Ông thường rong chơi khắp chốn Bồng Lai, tiến cảnh khi chơi thiếu lĩnh, lúc chơi non bồng. Trên dạo chơi trên thượng giới ông thường cưỡi con xích long. Khi dạo chơi trên mặt nước ông hoàng cưỡi lốt tam đầu cửu vĩ. Ông thường phù hộ cho người làm ăn buôn bán hoặc kẻ học hành khoa cử. Ông hoàng cả không giáng trần nên không có thần tích về các hiện thân của ông và chính thế ông hầu như không có đền thờ chính. Nghe nói trước đây tại Lý Nhân, Nam Hà cũng có một ngôi đền thờ ngài nhưng đã bị phá. Hiện nay ông được phối thờ một ban riêng có tên là ban quan hoàng quận ở đền Trung Suối Mỡ, Bắc Giang. 2. Thánh ông hoàng Bưu Hoàng Triệu. Về tứ phủ cho rằng quan hoàng nôi là con vua Cha Bát Hải và ông có giáng trần. Hiện thân của ông là tướng quân Nguyễn Hoàng. Ông theo lệnh vua cha giáng sinh lên cõi trần gian làm con trai thứ hai nhà họ Nguyễn. Sau đó ông trở thành danh tướng, có công giúp nhà Lê trong công cuộc phủ Lê dẹp Mạc. Ông đã đem quân truy đuổi họ Mạc đến tận đất Cao Bằng. Ông được vua Lê phong nhiều công trạng. Nơi đóng quân của ông là đất Tống Sơn, Triệu Tường, Thanh Hóa. Đền thờ chính của ông hoàng nôi được lập ở nơi mà xưa kia ông đã kéo binh về đóng ở đó, gọi là đền Triệu Tường hay còn gọi là đền Quan Triệu, ở đất Tống Sơn, núi Triệu Tường, thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, ở Chèm, Hà Nội cũng có một ngôi đền thờ ông gọi là đền Quan Triệu. Thân thế của quan hoàng đôi Triệu Tường. Theo các tư liệu cổ thì quan hoàng Triệu chính là Nguyễn Hoàng thủy tổ của 9 đời chúa Nguyễn và 13 đời vua Nguyễn. Nguyễn Hoàng là người Gia Miêu, Hà Phong, Hà Trung, Thanh Hóa ngày nay, ngày sinh năm Ất Dậu 1525, là con trai thứ hai của một công thần triều Lê là Nguyễn Kim. Sau khi cha và anh của Nguyễn Hoàng bị đầu độc chết, Nguyễn Hoàng đã xin vua Lê và trấn thủ Thuận Hóa. Từ nơi đây, Nguyễn Hoàng và các con cháu đã có công mở mang bờ cõi nước Nam từ Quảng Bình đến tận mũi Cà Mau và thống nhất các vùng đất Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, thuộc cai trị của chúa Bầu và Mạc, thành nước Việt Nam ngày nay. Có thể nói quan hoàng đôi là một nhân thần có thật trong lịch sử. Ngài có công rất lớn trong việc mở mang bờ cõi và thống nhất đất nước. Tuy nhiên, sự mở mang bờ cõi nhất là xâm lược thôn tính các nước như Chiêm Thành, phần lớn nước Trần Lạp, đất của Campuchia ngày nay, không thể được nhà nước ta suy tôn vì lý do nhạy cảm với quốc tế. Vì vậy, lịch sử công khai ít nhắc đến công lao to lớn này của ngài. Ngài là một thánh quan vô cùng linh thiêng, không kém quan hoàng 7 hay quan hoàng 10. Đặc biệt, đến đền ngài cầu danh, cầu lộc, cầu thi cử rất linh nghiệm. Đây là điều còn ít người biết đến. Quan hoàng đôi có hai đền chính tại đền quan hoàng Triệu tại Thanh Hóa, gần với nơi sinh và nơi được vua Lê phong đất. Đền hoàng tại Chèm Hà Nội, gần với nơi đóng quân của ngài khi ra Bắc giúp vua Lê diệt nhà Mạc. Ngoài ra, ngài còn được phối thờ tại ban tứ phủ thánh hoàng tại một số đền phủ khác. 3. Thánh ông hoàng Bơ, quan hoàng 3. Hiện có 3 đền thờ ngài là đền quan hoàng 3 tại Hàn Sơn, Thanh Hóa, đền Hưng Long tại Thái Bình, đền Vạn Ngang ở Đồ Sơn. Quan hoàng Bơ cũng có nhiều dị bản về thần tích. Thần tích về quan hoàng Bơ liên quan đến đền quan hoàng 3 phong mục. Ông là con trai thứ 3 hàng tứ phủ ông hoàng, con trai vua Long Vương Bát Hải Độc Đình. Ông hoàng Bơ thường ngự dưới tòa Thoại Cung, còn giữ việc trong đền Vàng Thủy Phủ. Có khi ông biến trên mặt nước, hiện lên chân dung một vị hoàng tử có diện mạo phi phương, cưỡi cái chép vàng. Đôi lúc ông biến hiện, ngồi trên con thuyền, dòng chơi khắp trốn, cùng các bạn tiên uống rượu, ngâm thơ, đàn hát, trông trăng, đánh cờ, hưởng thú vui của các bậc tao nhân mà khách. Có điển tích nói rằng, ông Bơ cũng là người em trai thân cận bên quan lớn Đệ Tam. Khi thanh nhàn các ông thường ngự thuyền rồng, cùng dạo chơi khắp trốn, nhưng thấy cảnh dân chúng còn lầm than, vua cha sai ông lên khâm sai cõi trần, mở hội phúc duyên, giáng phúc cho dân, độ cho kẻ buôn bán làm ăn, người học hành độ đạt. Thần tích ông hoàng Bơ phủ liên quan đến đền Hưng Long Thái Bình. Thần tích kể rằng, làng Kinh Xuyên thuở xưa có hai vợ chồng lão ông Trần Thái Công và lão bà Đặng Thị Hiền lành nhân đức đã luống tuổi mà chưa có con. Một đêm nằm mơ thấy một thánh nữ vô cùng xinh đẹp, uy nghi mặc áo trắng, đang ngọc lưu ly bế một bé trai kháu khỉnh ngự chồng vàng bay lên từ mặt nước. Thánh nữ xưng: "Ta là con gái Động Đình Long Vương, thủy tinh ngọc dung xích lân long nữ công chúa. Thấy vợ chồng người siêng năng làm phúc, chăm sóc đèn hương, nên cho hoàng tử Long Cung đầu thai làm con để lo báo hiếu, sau này sẽ cứu giúp dân lành nhiều phen." Sau đó, bà mang thai và hạ sinh một bé trai khôn ngô, tuấn tú. Bé trai sau này lớn lên chỉ mộ về đạo Phật, không mang chuyện hôn nhân phu phụ. Năm 22 tuổi, Minh Đức lập một thảo am để hàng ngày nghiên cứu Phật pháp. Sau khi thái ông, thái bà về tiên, thì Minh Đức cũng đi đâu không rõ, thảo am trở nên nhang lạnh khói tàn. Bỗng một đêm, dân làng ai ai cũng đều mơ thấy có một vị hoàng tử khôn ngô tuấn tú, đầu đội kim khôi, mình mặc áo trắng, lưng dắt kiếm bạc, cưỡi trên đôi bạch xà hiện lên trên mặt biển, nói rằng: "Ta là hoàng tử Long Cung, giáng sinh vào để tác phúc cho thái ông, thái bà, nay hết hạn ta về thủy cung. Dân làng thời phải nên thờ phụng thánh mẫu thủy tinh trong nhâm cần như xưa, khi có nạn ắt ta đến cứu, về sau sẽ âm phù cho đất đai rộng mãi." Sáng dậy ai cũng thuật lại cho nhau giấc mơ y hệt.
bèn cung kính sợ hãi, mà cho rằng Thảo Am rất linh thiêng, nên lập thêm Long Ngai Bài Vị Minh Đức Hoàng Bơ Thoại Đại Vương để phụng thờ. Cương hỏa ngày đêm không dứt, từ đó Thảo Am trở thành một ngôi đền thờ và ngài trở thành thành hoàng của làng. Đức Thành Hoàng sau này được triều Nguyễn sắc phong nhiều mỹ tự, Đông Hải Minh Đức Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Thần tích Quan Hoàng Bơ ở đền Vạn Ngang Đồ Sơn. Vào năm niên hiệu Hoàng Định thứ 6, vào đêm ngày mùng 6 rạng ngày mùng 7 tháng 3, các bậc nho sinh Bình Văn đọc thơ bỗng xuất hiện một vị nho sinh mặt mày khôi ngô tuấn tú mặc sắc phục trắng xương danh, là đệ tam thái tử cùng Bình Văn đọc thơ. Rạng ngày hôm sau thì không thấy vị nho sinh đâu nữa. Vì thế, người đời sau cứ mỗi độ xuân về lại tổ chức các cuộc Bình Văn đọc thơ để mong các bậc thần tiên giáng phàm. Cũng vì vậy, đền Vạn Ngang Đồ Sơn đã lập thờ quan đệ tam thái tử tức Quan Hoàng Bơ là quan thủ đền. Thần tích ông Hoàng Bơ Thoại liên quan đến đền Cần Hoài. Ngài hạ sinh vào thời Nam Bắc Tống phân tranh, ngài tên là Tống Khắc Bính, là thái tử con vua Nam Tống. Sau khi nhà Nam Tống bị nhà Bắc Tống đánh bại, ngài dòng thuyền ra biển Đông và thạc hóa, thân y trôi vào cửa Cờ Nước. Ông Hoàng Chính lúc bấy giờ đang tu ở đó vớt lên chôn cất. Sau ngày ngài phù các triều Lý, chân lập nhiều chiến công hiền hách, nên được nhân dân gọi là ông Hoàng Bơ Thoại. Bình luận thêm của người viết: trong các thần tích về Quan Hoàng Bơ ở trên chúng ta thấy đền Quan Hoàng Ba tại Hàn Sơn ngày đầu mới xây dựng gần đây, từ đền có lưu truyền một thần tích nhưng không có nhắc đến hài xuất thân nơi đâu. Đền Hương Công ở Thái Bình tuy có thần tích khá rõ ràng về nơi giáng trần, nhưng ngài lại được thờ như một thành hoàng làng. Riêng tại đền Vạn Ngang có thần tích về sự hiền linh của ngài. Đền Vạn Ngang và đền Hương Công có sắc phong của triều đình phong kiến, còn đền Quan Hoàng Ba tại Hàn Sơn không có sắc phong nào. Trên cơ sở trên có thể nói đền Vạn Ngang và đền Hương Công được coi là đền chính với hai thần tích khác nhau, nhưng nhiều người cho rằng đền Vạn Ngang Đồ Sơn mới là đền chính vì nơi đây ngài đã hiền linh giáng trần. Đền Cần Hoài, trước đây nhiều người cho rằng đây là nơi thờ của Quan Hoàng Bơ. Tuy nhiên, gần đây, đền Cần Hoài đã được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người xác định là nơi thờ Quan Hoàng Chín, chứ không phải là thờ Quan Hoàng Bơ. Vì vậy, thần tích Quan Hoàng Bơ là Tống Đế Bính Vua Nam Tống cần phải xem xét. 4. Thánh ông Hoàng Tư. Quan Hoàng Tư là con của Đức Vua Cha Động Đình. Trong tứ phủ ngài cai quản Thủy Cung, ngài không giáng trần nên không có đền thờ, do không giáng trần nên không có thần tích về ngài. 5. Thánh ông Hoàng Năm. Thánh ông Hoàng Năm không giáng trần nên không có đền thờ riêng và không có thần tích. Ngài có nhiệm vụ gì trên thiên cung cũng không ai được rõ, và cũng không ai biết ngài có thể phù hộ cho dương gian được những điều gì. 6. Thánh ông Hoàng Sáu. Cũng như Quan Hoàng Tư, Quan Hoàng Năm, Quan Hoàng Tám thì Quan Hoàng Sáu không giáng trần nên không có đền thờ chính, và tất nhiên Quan Hoàng Sáu không có thần tích. 7. Thánh ông Hoàng Bảy. Tương truyền ngài tên ngài là Nguyễn Hoàng Bảy, ngài được thờ chính tại đền Bảo Hà, nằm ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai giáp danh tỉnh Yên Bái, còn được gọi là đền ông Hoàng Bảy. Đền Quan Hoàng Bảy được xây dựng dưới chân đồi Cấm, có quang cảnh thiên nhiên trên bến dưới thuyền đẹp đẽ, phía tả ngạn là dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy, còn bên hữu ngạn là một hồ rộng, tạo cho nhà đền cảnh đẹp trữ tình. Ngôi đền Bảo Hà được xây dựng vào cuối đời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng, ông đã được các triều vua phong tặng mỹ tự, Trần An Hiền Liệt và Thần Vệ Quốc. Thần tích Quan Hoàng Bảy, theo tích này ông bị giặc sát hại trên chiến trường. Vào thời Lê, niên hiệu Cảnh Hưng 1740 đến 1786, khắp vùng Bảo Hà và biên cương phía Bắc, giặc giã bên Trung Quốc tràn sang cướp phá, các tù trưởng cát cứ đánh phá lẫn nhau, tạo nên một thế nguy hiểm, thù trong, giặc ngoài. Vì vậy, triều đình đã cử một danh tướng tên là Nguyễn Hoàng Bảy lên trấn thủ biên hải. Đối với giặc ngoại xâm, tướng Nguyễn Hoàng Bảy đánh đầu thắng đó, phá tan thế giặc ngoại xâm. Đối với nội bộ, tướng Nguyễn Hoàng Bảy đã có công chiêu dụ các thổ ti, tù trưởng, thổ hào quanh vùng đoàn kết quanh ông thành một khối đoàn kết thống nhất. Bảo Hà trở thành một căn cứ quân sự lớn bảo vệ biên hải của Tổ quốc. Trong một trận chiến không cân sức với giặc Tàu, ông đã anh dũng hy sinh, thân xác ông trôi giạt vào đất Bảo Hà ngày nay. Nhân dân ngậm ngùi thương nhớ và đã lập đền thờ ông. Có một tương truyền khác về Quan Hoàng Bảy, theo tích này, ông bị triều đình sát hại. Vùng Bảo Hà và lân cận là một vùng giặc giã, mà chưa tướng quân nào bình định nổi, giặc Tàu thường xuyên xâm lấn bờ cõi, các thổ ti, tù trưởng đánh nhau liên miên. Trước tình hình đó, triều đình đã cử tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy lên trấn hải vùng biên cương này. Với tài năng xuất chúng về thao lược của ngài, giặc Tàu không dám vào xâm lấn. Các thổ ti, tù trưởng đã đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của ngài. Có tướng quân Hoàng Bảy, một vùng biên cương xưa đầy binh đao, khói lửa này đã hết sức thanh bình, lòng dân phấn khởi và cảm phục tài năng, đức độ của ngài. Con ngài như một vị thánh sống, uy danh của ngài vang dội không chỉ ở vùng biên cương xa xôi mà còn lan tỏa khắp đất nước. Chính vì thế, trong triều đình có kẻ nghi kỵ với ngài nên đã sàm tấu với triều đình: nếu để Nguyễn Hoàng Bảy mãi ở nơi này thì e rằng có ngày hắn sẽ làm phản, tốt nhất là trừ khử đi để trừ họa về lâu dài. Triều đình đã nghe lời sam tấu đó nhưng không dám ra mặt, nên cử một toán quân nhỏ ra làm giặc Tàu phục kích ngài. Khi đó ngài đi tuần thú nên chỉ mang theo một nhóm nhỏ lính hầu, bị bất ngờ phục kích, cuộc chiến chênh lệch nên cha con Nguyễn Hoàng Bảy đã anh dũng hy sinh. Lũ quân quan triều đình sau khi giết được cha con ngài đã vứt hai cha con xuống sông, nhân dân đã vớt được xác cha con ông. Tưởng nhớ công ơn của hai cha ngài
nên nhân dân đã lập đền thờ ngài. Nay là đền Quan Hoàng Bảy Bảo Hà và thờ con gái ngài là Nguyễn Hoàng Bà Sa, đền cổ Tân An ngày nay. Tại sao khi lễ ông Hoàng Bảy hay dâng trà ô long và thuốc phiện? Để có thể thu phục được các thổ ti, tù trưởng thì tướng quân Nguyễn Hoàng Bảy không chỉ dùng biện pháp quân sự mà còn bằng sự thu phục nhân tâm. Để thu phục nhân tâm, ông đã chủ động hòa nhập vào cuộc sống của các tù trưởng thổ ti như uống trà, đánh bạc, hút thuốc phiện. Có lẽ vì vậy, cứ nói đến ông Hoàng Bảy là chúng ta nghĩ đến một vị quan ăn chơi bậc nhất trong các vị thánh. Tuy vậy, sự ăn chơi của ông không phải là thú vui của ông mà chính là cách ông tiếp cận với các thổ ti, tù trưởng và sau đó cảm hóa họ để tạo nên sự đoàn kết và ổn định biên cương tổ quốc. 8. Thánh ông Hoàng Tám. Quan Hoàng Tám không giáng trần nên không có đền thờ và không có thần tích. 9. Thánh ông Hoàng Chín. Ngài là con đức vua cha, là quan Hoàng Chín có tiếng nhiều đứng nhất, về đồng mặc áo dài đen, chân đi guốc, tay cầm ô, mặc kiểu ông đồ thời cổ Việt Nam. Ông về đồng giám mút, ngâm thơ, uống rượu bằng bát, gốc tích của ông ít được lưu truyền, tuy nhiên ông có giáng trần, với tài văn chương, thơ phú kinh luân biệt tài. Ông đang khoa triều đình lúc tuổi vừa đôi 8, và ông cũng là một tướng tài được giao trọng chức thống lĩnh cửa Cần Môn. Chính vì thế nhân dân còn gọi là ông Hoàng Chín là ông Cần Môn. Sau ông còn là vị quan thanh liêm, cứu dân, giúp nước và luôn trợ người hữu duyên, thường những đồng cựu và sát căn duyên mới bắc ghế hậu ông. 10. Thánh ông Hoàng Mười. Ông Hoàng Mười hay còn gọi là ông Mười Nghệ An. Ông là con của vua cha Bát Hải Động Đình, vốn là thiên quan trên đế đình, thần tiên trong chốn đào nguyên. Theo lệnh ông giáng trần để giúp dân phù đời. Về thân thế của ông khi hạ phàm thì có rất nhiều dị bản. Có tài liệu cho rằng ông là hiện thân của tướng quân Nguyễn Xí, có tài liệu cho rằng ông là hiện thân của tướng Lê Khôi, lại có một dị bản khác cho rằng ông chính là Quý Minh Vương Lý Nhật Quang, con trai vua Lý Thái Tổ. Tín ngưỡng dân gian còn cho rằng ông Hoàng Mười là hóa thân của các vị Lý Nhật Quang, Lê Khôi, Nguyễn Duy Lặc, Nguyễn Duy Nhân và Nguyễn Xí. Đó là những nhân vật lịch sử có nhiều công trạng của xứ Nghệ.